Các mẹ thân mến, khi mà sinh ra bé rồi, điều mà chúng ta lo nhất đấy là làm thế nào đấy để chăm sóc sức khỏe cho bé ở nhà được khỏe mạnh nhất. Tất cả những cái kỹ thuật đó thì thực sự là mẹ mai cũng không biết hết. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì cũng nhờ các cô hộ sinh sẽ có những kỹ thuật chuẩn để hướng dẫn cho mẹ mai cũng như tất cả các mẹ nhé. Những cái băn khoăn của mẹ ấy thì cũng là của rất là nhiều bạn khi đến phòng huấn luyện trước sinh. Thế thì một cái chăm sóc bé nó có rất là nhiều thứ. Tuy nhiên là chúng ta sẽ đi vào những cái mà em bé thật sự rất là cần thiết. Có một cái phòng đủ nhiệt độ cho em bé là điều quan trọng nhất để đảm bảo sức khỏe của con. Thì nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Và khuyên mẹ Mai cũng như là các mẹ nên có một cái nhiệt kế ở trong phòng. Là Nó sẽ sẽ ưu là... tiên cho nhiệt độ của em bé chứ không Đúng phải rồi. nhiệt độ của mẹ được không? Đúng Đấy rồi rồi ạ. ạ. Chúng ta sẽ chú ý những cái vấn đề trên cơ thể của con, đặc biệt là về vấn đề về da. Đầu tiên đó là cái ánh mắt mà chúng ta luôn luôn là cưng đựng con, đúng không ạ? Em bé sẽ đổ mồ hôi rất là nhiều ở vùng cổ và gáy. Chúng ta sẽ kiểm tra mồ hôi ở phần phía sau gáy của em bé để điều chỉnh nhiệt độ cho em bé và quần áo cho em bé cho phù hợp. Thường thì không biết là các mẹ sẽ bung hết cả em bé ra kiểm tra khắp toàn thân luôn đấy ạ. Dạ vâng, khi bế con thì thường các mẹ cũng sẽ ngắm nghía con đúng không ạ? Và bất chợt một ngày nào đó thì thấy phát hiện ra trên da con nổi những cái mụn li ti hoặc là có những cái vết chàm. Đó là những cái mụn mà nó thành những cái từng mảng đỏ. Đó, hoặc là con sẽ bị rôm sảy. Cái vấn đề đấy là có thể là do cái mồ hôi con tiết ra, các cái ống tuyến mồ hôi nó vẫn còn đang bị khít. Khi chúng ta sinh thì là còn hormone của người mẹ vẫn còn ở cơ thể trẻ, nó sẽ tiết ra dần 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 dần. Và việc thứ ba đó là chúng ta rất là lo, đấy là tràm sữa, thường là ở những em bé trong vòng 6 tháng đầu tiên. Thế tuy nhiên là một cái biện pháp đó là chúng ta sẽ dùng hồ nước vệ sinh sạch sẽ cho em bé này. Hồ nước để chúng ta có thể là làm mát dịu những cái cơn ngứa rát khó chịu của em Tức là bé. mình bôi một cái lớp mỏng lên trên da của em. Đúng rồi ạ. Tuy nhiên là khi mà con kèm theo những cái việc quấy khóc nhiều quá, bỏ ăn bỏ bú thì chúng ta nên cho con đến các bác sĩ. Chúng ta là thấy là cái vấn đề vàng da của em bé, thường thì em bé sẽ vàng da là rất là nhẹ, vàng da sinh lý từ mặt này, cổ và đến vùng ngực, nó À, cái nhẹ này thôi. thì mẹ mai hỏi một chút, tại vì là thông thường khi mà các mẹ sinh xong rồi, nhất là ở các vùng nông thôn ấy, các mẹ hỏi nhiều lắm luôn. Tức là thường hay là đóng kín phòng này, thế xong mà tắt đèn, tức là để cho mẹ ngủ con ngủ, thế rồi là gần như là trong cái phòng của các mẹ thường hay tối lắm luôn. Đấy thì có phải là nó cũng là nguyên nhân gây đến băng da? Em bé thì sau khi sinh thì rất là nhiều bé sẽ bị vàng da sinh lý. Thì sinh lý thì nó sẽ trưởng chỉ khoảng là từ 3 đến 4 ngày đầu tiên là nó mới bị thôi, chứ không phải là nó bị quá sớm trong vòng 24 giờ. Đó, và thường nó hết sau vòng 7 đến 10 ngày và đến ngực thôi. Một cái phòng tối quá nó cũng là một cái lý do mà em bé không có ánh sáng mặt trời cũng như là không hấp thụ được những cái vitamin D chuyển hóa được. Tuy nhiên nó còn cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Chúng ta sẽ phải phân biệt với vàng da bệnh lý là khi em bé sinh ra một cái là chúng ta đã thấy em bé vàng da ngay rồi. Kèm theo cái môi trường như mẹ Mai vừa nói đấy, là cái vùng tối, độ ẩm, ngoài cái việc không có ánh sáng thì em bé còn gặp một cái vấn đề nữa là đó là vi khuẩn nấm mốc trong cái bóng tối đấy nó cũng phát triển lên rất là nhiều. Đặc biệt là khi chúng ta thấy vàng da nó sớm quá này và lan đến vùng bụng rồi thì chúng ta cũng nên là phải cho con đi khám bác sĩ ngay. Đặc biệt là em bé có những cái bỏng bú rồi, bỏng ăn này. Với cả là khi mà sinh bé thì thường là họ hàng này, rồi bố mẹ, ông bà, bạn bè, rất là nhiều người đến thăm mẹ với bé, thường là hay bế em, rồi là hôn em, thơm em, thì cái điều đấy có ảnh hưởng đến những cái bệnh như là rôm sảy hay là mụn ngứa không ạ? Đó là những cái vấn đề mà rất là tế nhị và nhiều mẹ cũng đã hỏi cho lớp huấn luyện trước sinh rồi. Thì mẹ Mai cũng chú ý là như này, thực ra thì bây giờ chúng ta sẽ để những cái chai sát khuẩn tay nhanh, kể cả mẹ trong cái quá trình chăm sóc bé cũng cần phải có sát khuẩn tay nhanh thường xuyên, nhất là dịch bệnh bây giờ nó đang rất là nhiều, đúng không ạ? Nếu như ai có yêu quý em bé quá này, ông bà hay là người thân hoặc là những vị khách mà đến thăm con thì cũng nên là có cái khẩu trang. Em bé cái hệ miễn dịch của em rất là non nớt, ngoài việc là bên ngoài nó biểu hiện bằng da khi mà cái tay mình mà có bẩn mà mình sờ và hôn hít thôi ạ, nó còn nhiễm những cái bệnh về đường hô hấp nữa, nên là yêu em thì yêu em đúng không, nhưng mà vẫn phải đảm bảo cho em có một sức khỏe tốt. Khuyến cáo của chúng ta thì chúng ta nên nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn vì không có nguồn sữa nào là tốt nhất, đúng không ạ? Không biết là mẹ Mai trong quá trình nuôi con thì có sữa về có nhiều không ạ?
Mẹ mai thì ít sữa thôi, thông thường thì khoảng đến 3-4 tháng thì là em bé đã bú sữa ngoài. Cái bình sữa đó khi mà chúng ta cho con ý, thì cái lượng sữa vào nhiều khi nó không được kiểm soát. Em bé mà khi mút ý, thì sữa nó sẽ vào nhiều hơn so với là việc mà em bé ngậm ti. Và sữa nhiều như thế thì con sẽ là dễ sặc. Thế thì ngay lập tức khi chúng ta thấy em bé mà đang ăn hoặc đang bú thì chúng ta lập tức là dừng lại cái việc đó luôn. Tay của chúng ta sẽ cong hình chữ C như này và ôm vào phía cằm của em bé, đưa đầu con xuống phía dưới đặt vào chân. Chúng ta sẽ để cho đầu của con thấp hơn so với mông của con ạ. Với những em bé mà chỉ là mới thôi thì nó sẽ tự chảy sữa theo cái đường thẳng xuống. Chúng ta sẽ dùng khăn để chúng ta lau cho con. Nếu trong trường hợp mà em bé vẫn còn tím và vẫn còn sặc thì chúng ta ngay lập tức chúng ta sẽ cho em bé úp xuống và đầu của em bé cũng vẫn thấp hơn mông, và chúng ta sẽ dùng cái góc bàn tay này của chúng ta sẽ đập vào giữa hai bả vai của con với cái động tác là từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, làm 5 lần dứt khoát. 1, 2, 3, 4, 5. Sau mỗi 5 lần như vậy thì chúng ta sẽ đánh lá giá lại con. Nếu con tiếp tục tím tái, chúng ta có thể làm 3 lần liên tiếp 5 nhịp như thế. 1, 2, 3, 4, 5. Nếu trong trường hợp con vẫn còn tím tái thì chúng ta ngay lập tức đặt con nằm xuống, nới rộng quần áo. Và dùng hai cái ngón tay này của chúng ta đối với đường liên hai núm vú này và ở phía giữa xương ức đi xuống một khoang ngón tay, chúng ta sẽ ấn 5 lần liên tiếp. 1, 2, 3, 4, 5. Và chú ý rằng là chúng ta vừa làm chúng ta sẽ phải vừa gọi người hỗ trợ. Và ngay lập tức nếu như em bé vẫn còn trong tình trạng đó thì chúng ta ngay lập tức sẽ đưa em bé đến cơ sở y tế gần nhất. Để phòng cái sặc sữa đấy thì chúng ta sẽ có một cái biện pháp, đó là gì ạ? Phòng còn hơn chữa đúng không ạ? Chống nôn trớn cho con này á. Chống nôn chớ ạ. Cái này thì gần Thì như bé nào cũng gặp phải, dạ vâng, đúng rồi ạ. bé chưa chưa biết cách ăn ấy ạ, Vâng. kiểu vô thức ấy, ăn Vâng. vào là ví dụ như là bú nhiều hơn là bú rất là tham, thành ra là Vâng. dẫn đến sặc Vâng. lo lắng. Vậy thì chúng ta sẽ có một cách là gì ạ? Đưa em bé lên vai ngay sau khi ăn ạ. Bé nào cũng nên làm như thế này. Ngay sau khi ăn ạ. Và gì ạ? Một tay chúng ta sẽ đỡ dọc theo cái đường thẳng của em bé ạ, đỡ cả mông và chân của em bé như thế này. Không nên đưa cao quá để vác con hẳn lên như này, em bé sẽ bị gập cổ đúng không ạ? Chúng ta sẽ đưa ngang cái phía hàm của em bé thôi. Và chúng ta sẽ khum lòng bàn tay của chúng ta vỗ vào hai bên bả vai, dưới xương bả vai của em bé. Chúng ta vỗ bên này. Chúng ta cứ làm như thế này. Động tác rất là đơn giản, vừa là du con và cưng nựng con đúng không ạ? Bên phải như này, xong chúng ta lại chuyển sang bên trái. Và chúng ta làm khoảng độ tầm 15 phút sau khi em bé ăn. Vâng, và như thế thì em bé sẽ giảm được đến 90% cái vấn đề mà con sẽ bị trào ngược sữa trở lại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng đã thống kê là rất là nhiều trường hợp khả năng là em bé có những cái cơn ngừng thở. Ngừng thở thì có sẽ là ngừng thở sinh lý hoặc ngừng thở bệnh lý. Và đó là một trong những cái mà dẫn đến cái việc mà tử vong của em bé khá là cao nếu như mà chúng ta không theo dõi con. Như vậy thì để biết như thế nào là bình thường, thế nào là bất thường thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý khi cho con nằm ngủ như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ nên để con trên một cái mặt phẳng, không có cái nếp gập nào để có thể là cản trở đường thở của con. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một cái gối mỏng thôi, khoảng tầm 2 đến 3 cm thôi, chúng ta sẽ đặt ở vùng vai cổ gáy của con thì nó sẽ làm gì ạ? Mở đường thở của em bé ra. Điều thứ hai nữa là khi đặt con nằm ngủ ấy ạ, là chúng ta gì ạ? Nghiêng em bé. Vì là khi em bé mà chớ sữa ra ấy thì nó sẽ Vào không mũi. nuốt, đấy, nó sẽ trào ao luôn cả vào mũi. Vâng, vậy mà nhận định rất là Em bé đúng. cũng mỏi nữa đúng không? Đúng không? Thì chúng ta sẽ gì ạ? Nghiêng em bé. Như vậy là khi em bé mà chẳng may mà có trào trớ sữa ra thì ạ, sữa nó sẽ chảy theo đường nghiêng này. Đa số là các em sẽ có những cái cơn ngừng thở sinh lý. Thế thì vậy thì chúng ta sẽ làm Lo gì ạ? lắng. Chúng ta sẽ đếm là cái cơn ngừng thở đấy của con nếu như nó chỉ dưới 10 giây thôi. Và da con vẫn hồng. Đấy, sau cái 10 giây đấy thì con vẫn là thở lại bình thường, không có một cái gồng mình hay là bắt đầu tím đi ạ. Thì Tức là đó lúc là đấy các mẹ phải rất bình tĩnh đúng không ạ? đúng ra thì đó là em bé bình thường thôi. Nhưng mà tuy nhiên là đối với những mà em bé non tháng ấy thì chúng ta cần đặc biệt chú ý đến những cái nhịp thở của con và cái những cơn ngừng thở, bởi vì nếu như chỉ cần em bé mà ngừng thở mà trên 15 giây thôi nó cũng đã có cái nguy cơ là thiếu máu não này, thiếu máu bộ phận trong cơ thể.
thì là cũng ảnh hưởng đến tính mạng của con. Và đó là một số những cái mà chúng ta cần lưu ý khi sau khi sinh và chăm sóc em bé sơ sinh tại nhà. Hy vọng là mẹ Mai qua cái ngày hôm nay thì mẹ Mai sẽ có nhiều nhiều hơn nữa những cái kiến thức của mình và chia sẻ với các mẹ khác. Các mẹ thấy có tuyệt vời không ạ? Như vậy là chúng ta có thêm bao nhiêu kiến thức mỗi một cái hành trình, mỗi một cái giai đoạn mình chăm con, cũng giống như là thông qua con cũng chính là cái người thầy dạy cho mình, và mẹ Mai cũng như vậy, học được từ con rất là nhiều, và hy vọng rằng là các mẹ cũng thế, thật là thuộc bài này, chính xác này, và chăm con sao cho tốt nhất. Cảm ơn các mẹ.